Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp quỹ chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước về thi đua yêu nước động viên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố phát huy tinh thần yêu nước ý thức tự lực tự cường năng động sáng tạo khắc phục khó khăn ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 đợt thi đua đột kích với chủ đề học tập và làm theo bác thi đua dành ba nhất được đảng ủy ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc phát động với ba nội dung chỉ tiêu chủ yếu đó là nhận thức tư tưởng tốt nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất Thời gian phát động thi đua từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024. Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tá Trần Văn Thao, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc đề nghị các quỹ, chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của đợt thi đua trên cơ sở đó giáo dục xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cho cán bộ chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nội dung và mục tiêu thi đua đề ra, coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác. Giới thiệu nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả đợt thi đua trên truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang thành phố.